Xin chào các bạn, lại là mình Đắc 25 đây. Cho đến giờ tôi vẫn không tin được video kia chỉ trong một tuần đã đạt được hơn 500.000 view. Điều mà video lỏ kia phải mất hơn 3 tháng mà vẫn chưa làm được. Không thể tin được anh em lại ủng hộ mấy con game 5 sao đến vậy. Nhưng mà tục ngữ có câu lên vò thì xuống chó. Chúng ta đã thành công trong việc dựng lên một content khá là độc lạ. Thực ra tôi để content độc lạ nhưng phải cấp bách lắm tôi mới lô la dùng là con át chủ bài. Nên bây giờ video này tôi sẽ quay lại chơi một số con game khốn nạn cho anh em coi, cũng như cân bằng lại âm và dương, thiện và ác. Ok. Cây và để tìm game rác thì Oh my god, anh em nhìn tôi tìm được cái thứ gì này? Anime Present Monster Game. Ái chà, giả lập mẹ bầu phiên bản anime. Holy. Và nhìn qua những bức hình này tôi tự hỏi là bố của thằng bé đâu. Hình như tôi làm mẹ đơn thân thì phải thôi bỏ mẹ rồi anh rác. Và con game này chỉ có 3.1 sao nhưng mà mẹ tôi mỗi 2 đánh giá. Holy. Một khen và một chê, dường như game này không có gì đặc biệt. Thôi được rồi, dù sao thì tôi cũng không quá kỳ vọng nhiều cho con game này. Dù sao game này cũng giả lập anh rắc. Chúng ta đã vào game và ảo thật đấy. Ui xôi ôi mẹ, sao lại có boss chùm ở đây này. Game này lại dễ rồi em ơi. Ok, let's go. Và chưa gì vào game đã đập cho ta hai cái quảng cáo to vỗ tổ ở đây. Nhưng mà không sao, cái này vẫn chưa nhầm nhò gì. Để chọn chế độ đã xem nào. Sẽ không ổn rồi anh em ơi, phải tắt mạng luôn. Thực sự nếu mà con game mà quá nhiều quảng cáo thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến trải nghiệm game, cho nên xin lỗi em. Đúng rồi đấy, bây giờ tôi sẽ phải chơi game trong lo sợ và không biết lúc nào quảng cáo sẽ xuất hiện và đập vào mặt tôi. Trước mắt là có cái quảng cáo Shopee to đùng xuất hiện rồi. Nhưng mà thôi bỏ quay, đó không phải là vấn đề chính. Vấn đề chính bây giờ chúng ta phải bỏ hộp sữa lên bán đã. Để xem nào. Đây rồi, hộp sữa đây rồi. Mẹ ui, mẹ hộp sữa bẩn thế. Vãi họ mẹ, để không biết mấy ngày ơi. A few inches later. Rồi, bây giờ sẽ phải làm gì? Sẽ phải... mẹ hộp sữa đâu rồi? What? Em bé đang mệt mỏi, muốn được đi ngủ. Bế em bé vào nôi và cho em ấy ăn. Wow, bây giờ chúng ta đã được nhìn thấy em bé của ta. Đâu xem nào mẹ. Làm mẹ đơn thân khổ chịu được thằng chồng mới đi đâu. Đó là mẹ lời cảnh tình cho các bạn đấy. Làm gì phải nghĩ đến hậu quả nghe chưa. Nào nào cục cưng ơi, mẹ đến với. Yo. Holy. Yo, hình như con gió sai sao? Sao lại như thế này nhỉ. Chết rồi. Headshot. Ôi giời ơi con ơi. Mẹ thực sự không có ý đó, nhưng mẹ biết tại sao bố của mày lại bỏ đi rồi. Thôi, bye bye con. Nhưng mà khoan, không chắc. Vẫn còn có một cơ hội bởi vì tôi chưa nhìn thấy mặt bố của thằng bé. Vẫn có khả năng, không phải lo. Ê, đây, chỗ của con đây. Ngủ đi nào. Ngủ, chú vô. Ok. Đây, sữa của con đây con. Thôi, nhà nghèo đi con, hút tạm nước lọc. Nhà nghèo đi con, hút tạm nước lọc nha. Ôi mẹ mệt chịu được, trong nhà cứ bừa bộn hết đó nào ấy. Đùa, có mỗi một đứa trẻ rồi. Đây sữa của con đây. Ok, quá là dễ mà này. Lầy theo, chắc có lẽ chỉ là do tôi hơi nhạy cảm thôi. Biết đâu thằng chồng nó chỉ là đi làm thì sao. Mẹ đầu xanh là quay lên tí chứ. Tôi biết 99% là ấy rồi, nhưng mà tôi kệ mẹ, vẫn phải lạc quan lên. Thằng chồng nó chỉ đi làm thôi. Động mà. Đùa anh em, xem quả nhà tắm này vãi hổ mẹ. Vải bây giờ tùm lum mà đây có phải vải sạch yếu đâu, vải toàn vải ối rồi. Ôi không, yêu mẹ cái gì mẹ, nâu nâu ấy á, vãi game. Thế mà giờ tôi phải cầm cái đống này để tôi giặt lại á. Đùa. Ôi đậu xanh các bạn nhìn này mẹ, thế éo gì nâu nâu đang dính trên nhỉ. Ôi xôi ôi mẹ tay tôi. Mút, ngon quá, sô cô la ngon quá. Holy fucking god. Anh em nhìn này mẹ, từng cái tã nó vứt liên chỉa cái chỗ dừa này. Trời ơi, không thể tin được. Ôi giời ơi, tôi sắp thành thầy ma tới nơi rồi anh em ơi. Đây, sữa của con đây. Không ơi. À, đâu. Game này cho ta biết được sự nhẫn nại, sự mệt mỏi của một người mẹ đơn thân sẽ như thế nào khi không có người đàn ông trụ cột trong nhà. Nói chung là việc gì cũng đến tay. Và bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của tôi đó chính là thay tã cho em. Ok, cũng khá là đơn giản. Ê, yo, what? Mà, vãi nhỏ cái quảng cáo kìa anh em ơi. Này, tao nói thật nhớ mày, tao cay game này lắm rồi đấy, cái game. Rồi, làm sao để tôi tắt cái quảng cáo này đi. Ủa, ai cái game chó này nữa.
giờ mày còn chơi cái nước đi khốn nạn như này nữa ạ? Mẹ không hiểu kiểu gì. Đó, các bạn có thể thấy mỗi lần vào game thì tôi chọn 1 tỷ chế độ xen lẫn việc xem quảng cáo và gear. Điều đó cực kỳ là khó chịu. A few inches later. Ok, cái màn này rất đơn giản, đó chính là chỉ cần thay tã cho em nó mà thôi. Với một single mom thì cái việc này quá là đơn giản rồi. Ném. Oh, đùa thế cũng xịt. Nào, lại. Vãi. Lần này mà xịt nữa thì ok. Mẹ chồng tã bẩn chịu được. Lấy theo. Rồi, đầu tiên phải rắc cái bột này vào và sau đó thì mặc tao. Ok, quá đơn giản game. Rồi, complete. Nhưng mà nói thật, game này lắm quảng cáo kinh khủng luôn. Thế nãy giờ tôi cắt đi một đống quảng cáo rồi. Mỗi lần xong mà lại anh em phải xem 2 cái quảng cáo. Có lúc xui xẻo phải xem đến tận 3 quảng cáo mới xong. Lấy theo. Đồng cần đi làm hãy làm bữa sáng. Oh my god, thì ra tôi không phải là single mom anh em ơi. Trời ơi, tôi đã quá sai lầm đâu. Ui, chồng tôi này. Thì ra đây không phải game giả là anh rách ở quầy. Hold up, wait a minute. Thế éo nào, chết rồi. Chồng tôi mẹ trông có phải người da trắng. Tôi cũng là người da trắng nhiều. What? Đồ chết rồi, thằng con ra đây mẹ xem nào. Ôi dồi ôi, thì ra là hỏng chuyện rồi. Ui. Anh ơi, em có điều muốn nói. Tại sao nó lại như này? Anh cần phải giải thích cho chuyện này. Anh, đây là lỗi của mình mà. Cái đầu má, đây là lỗi của mình mà. Trời ơi. Không ai có thể lấp đầy cái khoảng trống này nữa. Đây là game giả lập người chồng bất lực.